Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bí ẩn chữ ký khiến cho nhà nước mất 3.000 tỷ và căn biệt thự triệu đô của cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Như chúng ta đã biết, hồi còn đương chức đương quyền là bí thư thành ủy thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng đã lạm dụng quyền hạn của mình chỉ đạo ông Hoàng Văn Nghiên, chủ tịch thành phố Hà Nội quyết định giá lên tới 12 triệu trên 1 mét vuông. Tại thời điểm này đã có lợi cho tập đoàn Sibocha trên 3.000 tỷ đồng gây thất thoát nguồn thu thuế cho nhà nước. Trong khi đó, tháng 2 năm 2004, ông Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là bí thư thành ủy thành phố Hà Nội, đã cậy quyền và ép ông Hoàng Văn Nghiên ra quyết định số 4622 và quyết định 4642 áp giá đất thấp hơn 10 lần giá thị trường, 620.000 đồng trên 1 mét vuông, trái với nghị định 188 chính phủ do Thủ tướng Phan Văn Khải ban hành về khung giá đất và phương pháp tính giá đất làm cơ sở cho các địa phương ban hành giá đất trên địa bàn, với tinh thần là phải sát giá thị trường. Với việc áp khung giá đền bù rẻ mạt đã khiến cho nhiều hộ dân trong khuôn viên dự án rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, bức xúc khiếu kiện kéo dài hết năm này qua năm khác, đến nay vẫn chưa hề được giải quyết. Chính vì lẽ đó nên sự đồn đoán về việc lại quả của tập đoàn Sibucha dành cho Nguyễn Phú Trọng và Hoàng Văn Nghiên cũng rất đậm đà, lên đến cả trăm tỷ đồng. Theo dư luận đồn đoán, cứ tỷ lệ 25% mà duyệt, ông Nguyễn Phú Trọng nhận 18%, còn ông Hoàng Văn Nghiên nhận 7%. Tại khu đô thị Sibucha, ông Nguyễn Phú Trọng không những được ăn hưởng phần trăm lại quả từ tập đoàn đầu tư ban đầu mà còn được nhận rất nhiều quà cáp biếu xén từ những con nhang đệ tử sau này khi hình thành khu đô thị. Đơn cử như Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cũng đã biếu xén tới 2 căn biệt thự tại đây, và ông Nguyễn Phú Trọng nhanh chóng sang tên cho một vị quan chức cao cấp tại Tổng cục 2 quân đội sở hữu. Còn hiện nay, căn hộ mà con trai của Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Phú Trường đang ở cũng là một món quà biếu của một người chưa rõ nguồn gốc. Sau những lùm xùm tại Sibucha như vậy thì đến nay lại lộ thêm một thông tin khá bất ngờ tại căn chung cư Mandarin Garden thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội của ông Phạm Sĩ Quý, được nhận chuyển nhượng từ chủ hộ là bà Ngô Thị Mân. Bà Ngô Thị Mân chính là phu nhân của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Được biết, ông Nguyễn Phú Trọng luôn dương cao khẩu hiệu diệt chống tham nhũng và phong trào đốt lò để diệt trừ tham nhũng. Nhưng thực tế cho thấy đây chỉ là một bình phong nhằm thanh trừng lợi ích phe nhóm. Bất cứ kẻ nào không cùng phe với đồng đảng băng nhóm của ông Nguyễn Phú Trọng hoặc có tư tưởng chống đối Trung Quốc coi như là bị rước họa vào thân, bị tiêu diệt không lối thoát. Ông Nguyễn Phú Trọng không những tham nhũng thanh trừng phe phái mà còn tìm mọi cách triệt hạ những ai có manh nha muốn phơi bày sự thật về ông Nguyễn Phú Trọng. Đơn cử như Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng, do Nguyễn Xuân Anh tuổi còn trẻ lại có tư tưởng thân hữu phương Tây, thêm vào đó có nhiều nguồn tài liệu chứng cứ quý báu do ông bố Nguyễn Văn Chi, từng là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho nên Nguyễn Xuân Anh đã có những động thái tố cáo Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, kết quả chưa thành thì Nguyễn Xuân Anh đã phải ngậm ngùi nếm trái đắng bởi cáo già Nguyễn Phú Trọng đi trước một bước, tìm cách triệt hạ không thể để cho Nguyễn Xuân Anh có cơ hội tố cáo vạch trần tội lỗi của ông Tổng tịch. Trong khi đó, nhiều tầng lớp xã hội ở Việt Nam hiện nay vẫn đang ngày đêm tâng bốc thổi phồng mô tả ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng như một vị thánh, một người quan thanh liêm đĩnh đạc, một người luôn vỗ ngực tự hào là sĩ phu Bắc Hà, nhân kiệt thế thiên hành đạo. Một trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, một ông chủ đốt lò nhưng lại là kẻ tham nhũng tay chơi. Mới đây nhất, ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, một người thân hữu với cựu thủ tướng Bà X Nguyễn Tấn Dũng, một người anh, người đồng đội của Trịnh Xuân Thanh, lại tiếp tục bị Nguyễn Phú Trọng đưa ra để làm dê tế thần. Theo thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định ông Đinh La Thăng có sai phạm trong dự án Ethanol Phú Thọ.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN và 9 đồng phạm về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 224 Bộ luật hình sự. Đây là vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí PVB Ethanol Phú Thọ. Kết quả điều tra cho thấy năm 2007, ông Đinh La Thăng thay mặt Hội đồng Quản trị PVN ký nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án Ethanol Phú Thọ. Một năm sau, PVN lập ban chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học do ông Thăng làm trưởng ban. Để thực hiện dự án Ethanol nói trên, PVB tiến hành mời gói thầu TK05 với nội dung thiết kế mua sắm cung ứng vật tư thiết bị thi công xây dựng công trình nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu sinh học phía Bắc. Cơ quan điều tra xác định dù 6 nhà thầu không ai đủ điều kiện, nhưng ông Đinh La Thăng cấp dưới vẫn ký nhiều công văn chỉ đạo thực hiện chỉ đạo thầu cho liên danh PVC Alpha Laurel Delta thi và tham gia dự án trên. Khi chủ đầu tư PVB có báo cáo thẩm định liên danh này không đáp ứng yêu cầu, ông Thăng và đồng phạm tiếp tục chỉ đạo việc đồng ý chủ trương giao cho liên danh PVC thi công gói thầu. Căn cứ công văn chỉ đạo của ông Thăng và cựu lãnh đạo PVN, tháng 6 năm 2009, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí ra quyết định chỉ định thầu cho liên danh PVC và ký hợp đồng EPC chi hàng nghìn tỷ đồng cho dự án. Quá trình thực hiện do liên danh PVC Alpha Laurel Delta thì không đủ năng lực nên dự án của nhà máy Ethanol Phú Thọ phải dừng thi công từ tháng 3 năm 2013, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền lớn. Cơ quan an ninh điều tra xác định vụ án xảy ra tại PVB gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và các bị can hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong các đơn vị kinh tế quan trọng, được nhà nước tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện dự án công trình lớn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các quan chức, các bị can đã vi phạm luật pháp gây thiệt hại lớn về kinh tế, khiến cho dư luận bức xúc nên cần phải xử lý nghiêm. Quá trình điều tra, ông Thăng thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng. Trước đây, bị can có thành tích xuất sắc trong công tác. Kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định đối với cựu chủ tịch PVN. Dự án Ethanol Phú Thọ có vốn đầu tư ban đầu khoảng 1.700 tỷ đồng, sau điều chỉnh lên 2.400 tỷ đồng. Dự án nằm trên diện tích 50 ha, chủ yếu là đất trồng lúa ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, được triển khai sớm nhất trong 3 dự án sản xuất ethanol nhiên liệu của PVN. Song đến nay, nhà máy này vẫn chưa hoàn thành do nhà thầu là Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC dừng thi công từ tháng 11 năm 2011. Thanh tra Chính phủ đã xác định dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ đã tiêu tốn khoảng 1.500 tỷ đồng, nhưng đến thời điểm thực hiện thanh tra từ tháng 9 năm 2016 vẫn dang dở bế tắc. Như vậy, ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng có phải là người chống tham nhũng, người đốt lò vĩ đại thật sự như những gì mà tuyên giáo cũng như dư luận đã và đang ca ngợi ông? Hay chăng đây chỉ là những chiêu trò mà nhằm thanh trừng phe nhóm khác đối với phe của ông Tổng tịch mà thôi? Vụ 12 quan chức chây ý không bàn giao nhà công vụ đang lùm xùm trên mạng mấy bữa nay đã thấm gì? Có một vị có thể xem là ông cụ của chây ý. Hơn 8 năm không chịu trả lại biệt thự công vụ là vị cựu chủ tịch thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên. Đang nói ông Nghiên mặc dù đã sở hữu căn biệt thự triệu đô tại khu đô thị Nam Thăng Long, Shibuya vẫn quyết không chịu trả nhà. Bí hiểm hơn, căn chung cư Shibuya nơi ông Nghiên sở hữu biệt thự trước khi khởi công đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bật đèn xanh tiếp tay mua đất với giá thấp, khiến cho nhà nước thiệt hại tới 3.000 tỷ đồng. Ông cụ
của J.E. Hoàng Văn Nghiên khi còn ở cương vị công tác là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 1994 đến năm 2004 đã được bố trí ở tại biệt thự số 12 Nguyễn Thế Nghĩa. Thế nhưng đáng ra khi không còn đảm nhiệm cương vị công tác đó nữa thì ông Nghiên cũng phải trả lại nhà. Tuy nhiên, khi đã được ưu ái một căn biệt thự khác thay cho căn số 12 Nguyễn Chế Nghĩa thì ông Nghiên lại không đồng ý và đòi ở một chỗ khác trong khu đô thị Sibucha, chính là căn hộ được đồn đoán là trị giá tới 1 triệu đô la mà chúng ta đang bàn tới. Việc bố trí cho ông Nghiên một căn biệt thự khác của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội rõ ràng là nể nang. Nể nang cũng là điều dễ hiểu thôi. Chẳng lẽ người ta lại có thể đối xử một cách không nể nang với vị chủ tịch thành phố trước kia? Nhưng xét theo quy định của pháp luật thì cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội không có đặc quyền gì mà đòi hỏi như thế cả. Nhà công vụ là nhà để phục vụ cho nhu cầu công vụ, nay không còn đương chức nữa thì còn gì để mà giữ lại căn nhà công vụ kể trên. Cũng chỉ vì hai từ nể nang, các cơ quan được giao trách nhiệm quản lý nhà công vụ đã để vụ việc kéo dài hơn 8 năm trời mới được giải quyết. Những người chây ý không chịu trả nhà đúng thời hạn, vi phạm các quy định của nhà nước có phải là hành vi vi phạm pháp luật hay không? Nếu vi phạm trong thời gian dài, bị nhắc nhở nhiều lần, vậy tại sao không tiến hành cưỡng chế? Những người từng làm cán bộ công chức, từng giữ cương vị cao trong bộ máy, nếu vi phạm pháp luật thì càng phải xử lý nghiêm hơn thường dân mới phải. Còn căn biệt thự mà ông Nghiên nặng nặc đòi ở cho bằng được thực ra là có lý do của nó. Ngày 14 tháng 12 năm 2004, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra một quyết định kỳ lạ vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm nhưng vẫn cố đấm ăn xôi. Duyệt giá thu tiền sử dụng đất của dự án khu đô thị Nam Thăng Long sớm hơn 16 ngày so với việc công bố giá đất theo luật đất đai ngày 1 tháng 1 năm 2015. Mà ngân sách nhà nước đã thiệt hại 3.000 tỷ đồng, được hưởng siêu lợi nhuận này là một nhà đầu tư bất động sản nước ngoài, tập đoàn Sibucha Indonesia. Đứng đầu trong vụ việc này phải nói đến Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, hồi đó ông làm bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Vì động cơ gì mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thời điểm cuối năm 2004 dù biết chắc chắn rằng bảng giá đất công bố theo luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2005 sẽ cao hơn giá cũ rất nhiều nhưng vẫn ký duyệt cho dự án khu đô thị Thăng Long được hưởng giá đất thấp hơn từ 8 đến 10 lần so với giá đất được công bố sau đó 16 ngày. Một chữ ký mà làm cho nhà nước thiệt, người dân thiệt, chỉ có nhà đầu tư lợi. Vậy thì tại sao người đại diện cho nhà nước lại ký vào thời điểm đó? Phải chăng đây là một động thái lách luật rất cao tay của nhà đầu tư dự án khu đô thị Thăng Long đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bật đèn xanh tiếp tay, với hậu quả là số tiền thiệt hại từ 927.000 m² đất tương đương với 92,7 hecta lên tới con số 3.000 tỷ đồng. Hay nói cách khác, cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội đã giúp cho liên doanh Sibucha tránh được khung giá đất mới để khỏi phải trả khoản tiền sử dụng đất hàng ngàn tỷ đồng. Không rõ ông Hoàng Văn Nghiên khi đó đã về hưu từ năm 2004 có dính dáng gì tới vụ việc này hay không, nhưng ông biết rõ sẽ hưởng lợi rất nhiều nếu đòi hỏi mua bằng được căn biệt thự Sibucha với giá hời nhờ sự nể nang. Điều đó cũng chả có gì lạ khi mà một số quan chức thành phố Hà Nội và quận Tây Hồ khi đó cũng mua một số ngôi biệt thự có vị trí đẹp nhất ở dự án khu đô thị Nam Thăng Long. Mà theo một số người dân ở gần đấy cho biết có ngôi biệt thự trị giá cả 100 triệu đô la. Như chúng ta cũng đã biết là ở Việt Nam thì với mối quan hệ chằng chịt của đảng với các nhà đầu tư thì chúng ta cũng có thể biết là có thể những người lãnh đạo của địa phương đó có thể được mua những căn nhà với giá không đồng. Đó là một điều hiển nhiên đang và đã từng xảy ra trên đất nước Việt Nam từ Bắc tới Nam.
Thật không thể ngờ là các quan chức nhà mình giàu có đến như vậy, và cũng không ngờ có những kẻ tham quyền cố vị như ông Nghiêm, và cũng không ngờ Hà Nội nhiều thủ đoạn làm giàu đến như vậy. Còn cái lai quần của dân cũng vét. Tối ngày 25 tháng 3 năm 2020, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật về ngân khoản giải cứu kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la hỗ trợ cho nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch virus Vũ Hán. Trong khi đó, bên kia nửa địa cầu, Cộng sản Việt Nam cũng đã loan báo một số tiền an sinh xã hội trị giá 2,6 tỷ đô la nhằm giúp khoảng 20 triệu người dân bị ảnh hưởng từ trận đại dịch này. Đồng thời, Đảng và Nhà nước cũng không quên vận động quần chúng để vơ vét thêm một món tiền khổng lồ hỗ trợ khác nhắm từ hầu bao của người dân. Xưa nay, những việc từ lớn đến nhỏ, Cộng sản Việt Nam đều kéo nhân dân ra để chia sẻ, gánh vác với mình, không cho đây là nhiệm vụ của nhà cầm quyền. Ngay việc ngân khố quốc gia thiếu hụt, Cộng sản ngay từ đầu đã biết cách tận dụng phương cách moi tiền của nhân dân. Năm 1945, Hồ Chí Minh phát động tuần lễ vàng kêu gọi người dân đóng góp cho ngân sách quốc gia và đã thu được tổng cộng 60 triệu đồng và 370 kg vàng. Từ đó, Cộng sản Việt Nam có chủ trương từ việc lớn đến việc nhỏ, làm gì cũng phải có sự đóng góp của nhân dân. Một lối bóc lột khéo léo, có nghệ thuật của các chính quyền Cộng sản với khẩu hiệu dễ trăm phần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Về mặt đề cao ve vuốt người dân, một mặt thẳng tay với những người dân trong việc thu thuế, khiến cho lòng dân không khỏi liên tưởng so sánh đến việc thu thuế dưới thời Pháp thuộc. Báo Tuổi Trẻ ngày 25 tháng 7 năm 2013 cho rằng người nông dân phải nộp các khoản lệ phí theo quy định của nhà nước, còn phải nộp 30 đến 50 khoản khác trong năm không nằm trong danh mục, chủ yếu do chính quyền địa phương tự đặt ra. Thuế do dân đóng góp, nhưng nhất mọi việc xây dựng hạ tầng cơ sở xã hội như làm đường, bắc cầu, xây trường học, xây trụ sở ấp xã đều bắt dân phải tham gia đóng góp. Trong những dịp lễ Tết, nhiệm vụ của công an dân phòng là lo cho chuyện an ninh của phường khóm. Đảng cũng vận động dân nghèo góp tiền thêm cho lực lượng này ăn nhậu. Để có tiền xây dựng trụ sở, Ủy ban nhân dân xã Diễm Hoàng, Nghệ An đã huy động người dân đóng góp. Phường Quỳnh Xuân, Nghệ An bắt dân đóng góp tiền xây trường mầm non, nếu nộp chậm phải trả thêm tiền lời. Làm đường xá giao thông là trách nhiệm của chính phủ, vì chính phủ đã thu đủ các loại thuế của nhân dân. Nhưng khi làm đường, khi đường xá hư hỏng, việc đi lại của dân chúng gặp khó khăn, thì dân Di Linh, Lâm Đồng phải làm đơn kiến nghị lên chính quyền xin sửa đường. Ủy ban nhân dân mới xem xét quyết định. Quyết định đó là con đường này sẽ được xây dựng theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí, nhân dân đóng góp 30% số tiền còn lại và công sức. Thì ra, khi ăn thì Đảng và nhà nước dành ăn, nhưng khi làm thì nhà nước và nhân dân cùng làm. Tại quận Bình Thạnh, Sài Gòn, nhiều gia đình bị bêu tên ngay đầu hẻm vì không đóng tiền làm đường kịp như quy định. Có cái chế độ nào mà bóc lột dân ngang ngược như thế này không? Nhiều địa phương có cả trăm thứ tiền thu trên đầu mỗi học sinh mà giáo viên chủ nhiệm là người phải đứng ra đòi nợ, gồm có tiền học phí, bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm thân thể, tiền phiếu liên lạc, nước uống, tiền giấy thi. Trong chế độ này, cho con đến trường không còn là chuyện miễn phí nữa. Thì ra nộp thuế để xây dựng và bảo vệ đảng là thu tiền cho đảng. Vì đảng nên đảng có quyền sử dụng tiền thuế cho bất cứ việc gì có lợi cho đảng, như xây tượng Đài Bác, xây bệnh viện to lớn phục vụ cho sức khỏe của cán bộ cấp cao của đảng, xây nghĩa địa hoành tráng để chôn đảng, xây văn phòng máy lạnh cho đảng làm việc, chứ không sử dụng tiền thuế có lợi cho nhân dân như làm đường, xây cầu cống hay giúp cho dân nghèo vượt khó. Bây giờ đến chuyến chống dịch và chuyện nhà nước và nhân dân cùng làm, cũng với lối tuyên truyền khua chiêng gõ mõ, chính phủ Cộng sản Việt Nam mở một đợt tuyên truyền lớn, phát động toàn dân ủng hộ công tác phòng chống dịch virus Vũ Hán. Thực tế không nghe đến số tiền vận động thu được trong quần chúng sẽ được dùng vào việc gì trực tiếp và thiết thực, mà chỉ nghe nói chung chung.
Trong lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống đại dịch virus Vũ Hán ở Hà Nội, chúng ta thấy nhiều nhân vật chính quyền lên sân khấu bỏ một phong bì vào thùng lạc quyên. Không biết là số tiền bao nhiêu hay chỉ là phong bì không, nhưng đây là một màn kịch rẻ tiền, diễn dở và được diễn đi diễn lại nhiều lần trong quá khứ. Cũng cơ hội này chính phủ lại giở trò ăn xin đến cả giới khố rách áo ôm. Bây giờ không phải là lúc nghèo đói như thời gian chống Mỹ cứu nước nữa, mà đã tới giai đoạn bơ sữa, nhà biệt thự, biệt điện, xe đời mới, con du học, vợ đi Nam Hàn sửa sắc đẹp. Chưa thấy ai trong đảng, nhà nước hy sinh chút tài sản cá nhân để góp, mà chỉ thấy đảng huy động toàn dân kiếm từng kg gạo, vài triệu bạc trong cái chiến dịch rầm rộ chung sức đồng lòng chống dịch virus Vũ Hán. Trong tình thế này mà còn lợi dụng sự khờ dại nông cạn của quần chúng đi thu góp. Cụ bà 98 tuổi mang 1kg gạo, 50 quả trứng tới ủng hộ chống dịch virus Vũ Hán. Năm cụ bà neo đơn gom hết tiền hậu sự ủng hộ chống dịch, chống hạn. Cụ bà ủng hộ 50.000 đồng từ tiền bán gà để chống virus Vũ Hán. Học sinh 11 tuổi vùng sâu nuôi heo đất để ủng hộ chống dịch virus Vũ Hán. Xúc động, một nữ sinh lớp 7 mổ heo viết thư ủng hộ chống virus Vũ Hán. Trên đây toàn là những nhân vật xấu số trong xã hội, những người chắc chắn chết, không có hòm chôn, đi học thì chân chân, không có cầu phải lội qua sông. Nhưng có thể được chính quyền tuyên dương tặng cho cái hình Bác Hồ về treo lên vách ngắm cho đỡ đói. Chúng ta đã nghe món tiền 2,6 tỷ đô la mà Đảng Cộng sản Việt Nam dự định đem giúp 20 triệu người lỡ vận trong giai đoạn này thì ưu tiên cho những gia đình có công với cách mạng. Trong khi đó, cơ quan tuyên truyền của Đảng đem toàn những bà mẹ Việt Nam anh hùng, nữ biệt động Sài Gòn ra để vinh danh. Ngoài chuyện này ra còn chuyện gì để đem khoe nữa, hỡi Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày xưa nữ anh hùng Út Tịch có câu nói được ca ngợi là còn cái lai quần cũng đánh. Bây giờ thời giàu sang tột đỉnh của Cộng sản thì còn cái lai quần, dân cũng vét. Người nghèo vẫn chờ tiền chính phủ hỗ trợ cho đại dịch virus Vũ Hán. Để đối phó với những hình ảnh của dịch virus Vũ Hán ngày 8 tháng 4 năm 2020, chính phủ Việt Nam ban hành gói an sinh xã hội 62 tỷ đồng với ước tính sẽ có khoảng 20 triệu người sẽ nhận được tiền hỗ trợ tùy đối tượng trong vòng 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Có 6 nhóm chính sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Phát biểu về gói an sinh xã hội được cho là chưa từng có này, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc nói rằng mục tiêu là không để ai bị bỏ lại phía sau, cũng như đốc thúc phải làm nhanh hơn vì cuộc sống người dân không thể chờ đợi hơn. Tuy nhiên, cho đến ngày 21 tháng 4, nhiều người mà các đài phát thanh truyền hình liên hệ thuộc nhóm 6 được hỗ trợ đều cho biết chỉ nghe thông tin trên báo, đài và TV vậy thôi, chứ chưa nhận được tiền mà nhiều người vẫn đang chờ đợi sự hỗ trợ của chính phủ. Ngọc Minh, nhân viên làm việc tại một khách sạn ở Phú Quốc, phải nghỉ làm không lương từ đầu tháng 3 do toàn bộ nhà hàng khách sạn ở hòn đảo này bị ngừng hoạt động, cho biết hiện nay chưa làm sao để nhận được tiền hỗ trợ mà chính phủ hứa. Chắc là mai mốt có xe về quê thì em mới lên xã khai báo để nhận tiền, chứ giờ chưa có. Ông Long Trần, một lao động tự do ở Sài Gòn, cho biết mình cũng không thể làm gì từ ngày có chỉ thị cách ly xã hội. Dù vậy, ông Long cho rằng vẫn có thể xoay sở được nên không quan tâm và sẽ không nhận hỗ trợ của chính phủ. Tôi không quan tâm, có cũng không cần nữa, lấy làm chi mấy cái đó. Để làm cho người khác cần hơn chứ đối với anh nó không đáng. Tôi xoay sở được, không có việc này thì mình tìm việc khác. Trần Thắng, chủ một khách sạn ở Hà Tĩnh, cho biết từ một tháng nay ông thất thoát khoảng 100 triệu đồng do khách sạn không thể hoạt động, nhân viên cũng phải nghỉ việc không lương. Ông Thắng chỉ nghe Sở Tài chính của tỉnh thông báo về gói hỗ trợ này chứ chưa ai nhận được tiền. Ông Nguyễn Văn Quang là một người khuyết tật bán vé số ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với phóng viên rằng cuộc sống của ông khó khăn hơn rất nhiều kể từ khi dịch virus Vũ Hán bùng phát, rồi nhà nước lại ra lệnh tạm ngừng việc buôn bán vé số khiến ông không có thu nhập.
Công ty xổ số kiến thiết cũng chỉ hỗ trợ cho người bán vé số 750.000 đồng. Hiện tại chính phủ đang tạm ngừng cho những người bán vé số hoạt động chờ lệnh mới cũng chưa biết tới chừng nào. Nhưng mà bây giờ ngay mùa dịch virus Vũ Hán này tụi mình phải chịu chấp nhận cảnh đó để giữ gìn sự sống và đừng để lây lan chứ biết làm sao. Mình ở trọ, ông chủ nơi mình ở đưa danh sách lên phường rồi ở phường họ biết mình bán vé số thì họ trợ giúp 750.000 đồng. Tiền đó là do xổ số kiến thiết gửi, phường cũng cho thêm 200.000 đồng với gạo và mấy gói mì tôm. Còn thông tin về gói hỗ trợ an sinh xã hội được cho là dành cho người nghèo, người lao động không có hợp đồng thì ông Quang hoàn toàn không biết. Cái đó thì hoàn toàn chú không biết, khi nào ai kêu thì mình nhận, không kêu thì thôi. Bây giờ cũng khổ lắm, ai thương thì ai cho gì thì mình lấy cái thứ đó, không đòi hỏi gì. Hiện giờ mặc dù đã 77 tuổi nhưng chú vẫn hy vọng mau hết mùa dịch này để còn ra đường bươn trải. Cuộc sống của chú đã hơn 40 năm gắn liền với việc bán vé số này rồi. Tự giúp nhau trong khi chờ chính phủ. Trong tình hình hiện nay khi không thể làm được việc gì và cũng chưa nhận được tiền hỗ trợ của chính phủ, người dân chỉ biết nương tựa vào nhau giúp nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thay vì đợi chính phủ giúp đỡ, nhiều người có lòng hảo tâm trên cả nước đã phát thực phẩm, nhu yếu phẩm, khẩu trang cho những ai không có điều kiện. Những điểm phát quà với khẩu hiệu nếu khó khăn hãy lấy một phần, nếu bạn ổn thì nhường lại cho người khác. Siêu thị không đồng hoặc phát kiến ATM gạo nhanh chóng được hưởng ứng khắp cả nước. Ông Quang chia sẻ rằng hiện giờ mình chỉ nhờ vào lòng thương của mọi người để sống qua ngày. Bây giờ bị đóng cửa ở nhà không biết làm gì hết, người này cho gạo, người kia cho tiền, có mà xài vậy thôi, cũng ăn tạm sống qua ngày. Nhà trọ bây giờ đang ở mà cũng không có tiền để đóng, chủ nhà trọ thay vì mỗi lần 2 triệu thì nay giảm xuống còn 1 triệu, gạo thóc thì người ta cũng cho ăn, nhưng có cái là không được sung sướng như hồi đi bán vé số, muốn ăn gì cũng có, còn bây giờ như vậy thì cũng phải chịu. Dịch chung mà ai cũng phải vậy hết. Nhiều người giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn cũng đem đến cho chú mỗi ngày một phần cơm. Cuộc sống mình đơn giản thì nó cũng được thôi. Nói chung là mạnh thường quân có lòng hảo tâm, họ giúp đỡ mỗi người một ít thì cũng đủ sống. Hiện nay ở nhiều góc phố ở Hà Nội có treo tấm bảng hỗ trợ thực phẩm miễn phí kèm theo số điện thoại để người nghèo có thể liên lạc nhận quà. Chị Trang, một người trong nhóm thiện nguyện này, nói với phóng viên về nguyên nhân ship quà tận nơi là để tránh tập trung đông người, phòng ngừa khả năng lây nhiễm chéo cho nhau. Thực ra bọn em không phải là từ cơ quan tổ chức đoàn thể nào cả, vì việc phong tỏa toàn thành phố Hà Nội nên đã có rất nhiều người vô gia cư và lao động nghèo từ các tỉnh thành khác bị kẹt tại đây. Mà nếu ở lại Hà Nội thì cũng phải duy trì các chi phí sinh hoạt, ví dụ như vẫn phải trả tiền thuê nhà rồi phải lo cho việc ăn uống, lại không có điều kiện đi lao động bởi vì các cơ sở đều phải đóng cửa hết. Đó là lý do mà mấy chị em mỗi người góp một chút để đầu tiên là chỉ giải quyết tạm thời cứu trợ thực phẩm đến với những người vô gia cư, người neo đơn và những người lao động nghèo. Họ làm những công việc như lao công, nhặt rác và không được một sự trợ cấp hoặc hỗ trợ nào từ phía nhà cầm quyền. Bọn em đã phát động chương trình này cách đây 2 tuần trước. Chị Trang còn cho biết thêm rằng những người mà nhóm tặng quà giúp đỡ đa phần là người vô gia cư, bệnh tật và chưa ai nhận được tiền hỗ trợ của chính phủ. Ngoài ra, các phát biểu khác của ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc như giảm giá điện, giá thực phẩm cũng chưa thấy gì, chỉ là phát biểu trên TV và truyền thông mà thôi. Giá điện vẫn chưa thấy được thông báo giảm, giá xăng thì có giảm, còn thịt cá thì... Hôm qua em vừa đi mua khoảng 17.000 một lạng, tương đương với 170.000 đồng một kg. Trước đó ngày 20 tháng 3, ông Nguyễn Xuân Phúc, CLMV, phát biểu rằng sẽ kiên quyết đưa giá thịt xuống trong thời gian tới, còn khoảng 60.000 đồng trên 1 kg để giảm gánh nặng cho người dân trong mùa đại dịch. Trong khi những cam kết hỗ trợ giúp đỡ người dân vẫn chưa được thực thi thì vào ngày 21 tháng 4, báo mạng VN Express đưa tin Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua đã cử cán bộ đến gõ cửa hộ dân kêu gọi góp tiền chống dịch virus Vũ Hán.
các hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn, các hộ dân khác ủng hộ mỗi hộ ít nhất là 20.000 đồng. Dịch virus Vũ Hán sáng ngày 23 tháng 4, Việt Nam tiếp tục không có ca mới, WHO nói cuộc chiến chống corona còn dài. Việt Nam tiếp tục không ghi nhận có ca nhiễm virus Vũ Hán mới và hiện chỉ có 45 ca còn đang điều trị. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo vẫn còn một chặng đường dài trong cuộc chiến chống đại dịch virus Vũ Hán. Số ca tử vong toàn cầu vượt 183.000 người. Theo thông báo mới nhất của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh virus Vũ Hán, đến 6 giờ sáng ngày 23 tháng 4 giờ Việt Nam, tại Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng qua Việt Nam không có ca dịch mới trong vòng 7 ngày liên tiếp. Tổng số ca dịch bệnh đến lúc này là 268, trong đó có 223 ca đã khỏi và 45 ca còn đang điều trị. 11 ca trong đó là có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 2 lần. Riêng 3 ca bệnh nặng, sức khỏe của 3 ca đều đang tốt dần lên. Trong đó bệnh viện và bệnh nhân số 91 phi công của người Anh không sốt, thở máy, rối loạn đông máu, kiểm soát tạm ổn, X quang phổi không tổn thương xấu thêm. Trên thế giới, theo trang thống kê của worldometers.info, tính đến 6 giờ sáng ngày 23 tháng 4 giờ Việt Nam, trên thế giới đã có 2.632.930 trường hợp nhiễm virus Vũ Hán chủng mới. Trong khi đó, ca tử vong đã lên đến 183.879. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trên toàn cầu là 716.877 người và vẫn còn 56.678 bệnh nhân virus Vũ Hán đang trong tình trạng nguy kịch. WHO, cuộc chiến chống virus Vũ Hán còn dài. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo vẫn còn một chặng đường dài trong cuộc chiến chống dịch bệnh khi số ca tử vong toàn cầu vượt 183.000. Đừng nhầm lẫn, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước, con virus này sẽ ở với chúng ta một thời gian dài nữa. Hãng tin AFP ngày 23 tháng 4 dẫn lời Tổng Giám đốc WHO Tedros nói trong cuộc họp báo trực tuyến. Theo ông Tedros, nhiều nước trên thế giới vẫn đang ở giai đoạn đầu của dịch bệnh và một số nước chịu ảnh hưởng sớm đang bắt đầu tăng số ca bệnh trở lại. Bệnh virus Vũ Hán do chủng virus corona chủng mới gây ra đã giết chết hơn 183.000 người trên gần 2,6 triệu người mắc bệnh trên toàn cầu. Khu vực châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 110.000 ca tử vong, trong đó Ý là quốc gia có số người chết cao nhất khu vực, 25.000 người. Pháp ngày 23 tháng 4 giờ Việt Nam thông báo nước này có thêm 544 ca tử vong toàn quốc, lên 21.340 ca. Quốc hội Tây Ban Nha thông qua quyết định kéo dài thời gian phong tỏa lần thứ 3 đến ngày 9 tháng 5. Tuy nhiên, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết lần kéo dài này mang tính lạc quan hơn những lần trước và là sự chuẩn bị cho việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch. Châu Âu sẽ đảm bảo an toàn hàng không. Cao ủy châu Âu về vận tải Adina Wallin cho biết Ủy ban châu Âu EC sẽ trình một quy định về giãn cách xã hội trong giao thông hàng không sau khi chấm dứt các lệnh phong tỏa vì đại dịch virus Vũ Hán. Theo bà Wallin, một số quy định về giãn cách xã hội tại các sân bay và trên máy bay sẽ cần áp dụng cho đến khi tìm ra vaccine hoặc thuốc điều trị virus Vũ Hán. Các biện pháp đang được EC cân nhắc sẽ bao gồm đeo khẩu trang và khử trùng máy bay cũng như tại sân bay. Tuy nhiên, bà không cho biết khi nào có thể nối lại hoạt động vận tải hàng không, mà chỉ nói rằng chúng ta phải lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia y tế. Trước đó, Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA Alexander cũng cho biết các điều kiện để nối lại vận tải hàng không có thể bao gồm để chống hàng ghế ở giữa trên các chuyến bay. Mỹ ra sắc lệnh hoãn bớt việc nhập cư. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ký sắc lệnh hoãn bớt việc nhập cư vào Mỹ và theo ông là nhằm bảo vệ việc làm trong nước trong thời gian dịch bệnh. Để bảo vệ những lao động Mỹ vĩ đại của chúng ta,
tôi vừa ký sắc lệnh tạm ngừng nhập cư vào Mỹ. Biện pháp này sẽ đảm bảo những người Mỹ thất nghiệp buộc mọi nền tảng sẽ là những người đầu tiên có được việc làm khi kinh tế mở lại. Hãng tin AP dẫn lời của ông nói. Ngoài ra, theo ông, việc này cũng ưu tiên nguồn lực y tế cho các công dân Mỹ. Sắc lệnh có hiệu lực trong vòng 60 ngày và nhắm vào những người xin ngoại lệ như những người làm trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp tục được phép xin thẻ xanh. Số ca ở Trung Đông tăng mạnh. Bộ Y tế Saudi Arabica ngày 22 tháng 4 cho biết nước này đã phát hiện thêm 1.141 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số virus Vũ Hán ở vương quốc này lên 12.772 người, trong đó có 114 người tử vong. Cùng ngày, Bộ Y tế Qatar cho biết tổng số trường hợp virus Vũ Hán ở nước này hiện là 7.141 người sau khi phát hiện thêm 608 ca mắc mới. Đáng chú ý, phần lớn các ca mắc bệnh là lao động người nước ngoài và hiện đã được đưa đi cách ly. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Y tế Farentin Koca cho hay dịch bệnh virus Vũ Hán đã nằm trong tầm kiểm soát khi số liệu thống kê cho thấy trong ngày 22 tháng 4 chỉ có thêm 117 người tử vong, đưa số trường hợp tử vong lên 2.376 người. Số ca nhiễm mới cũng cùng thời điểm được ghi nhận là 3.083 người, nâng số ca mắc bệnh đến nay là 98.674 trường hợp. Cũng trong ngày 22 tháng 4, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ghi nhận thêm 483 ca mắc virus Vũ Hán, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên tới 8.238, theo nhà chức trách UAE. Các ca nhiễm mới là những người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, tất cả đều đang được điều trị và có điều kiện sức khỏe ổn định. Tại Iraq, Bộ Y tế Nhật phát hiện thêm 29 ca nhiễm mới, kéo dài danh sách số người mắc virus Vũ Hán lên 1.631 người, trong đó có 83 bệnh nhân tử vong. Ai Cập cũng có thêm 169 người mắc virus Vũ Hán và 12 ca tử vong do căn bệnh nguy hiểm này. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca mắc virus Vũ Hán ở Ai Cập là 3.659 người, với 276 người đã tử vong. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.